khi ấy xá lợi tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế, khó có thể suy lường. Phật dạy, đúng vậy, này xá lợi tử, vì chân như của sắc khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của thọ tưởng hành thức khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của nhãn xứ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của nhĩ tí thể thân ý xứ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của sắc xứ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của nhãn giới khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của nhĩ giới khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của tỷ giới khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của thiệt giới khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của thân giới khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường, vì chân như của xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của ý giới khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường.